Tôi chỉ nói với quý vị rằng, nếu muốn thành công trong bất cứ việc gì, quý vị phải nghiêm túc. Mọi người trên thế giới này, dù chỉ kinh doanh để kiếm tiền, để mưu sinh cuộc đời vô thường của họ, và cái gọi là nghiệp chướng vô thường đáng yêu của họ, mà họ còn phải nỗ lực nhiều như vậy. Thế thì, để cứu chính mình được giải thoát vĩnh viễn, để đưa mình đến nơi phúc lạc, mãn nguyện và tự do vĩnh hằng, ngoài ra còn giúp 5, 6, 7 hoặc 8 đời của mình được siêu thăng, thì chúng ta không thể giải đãi. Để tìm hiểu thêm, xin mời đón xem vào thứ Hai ngày 4 tháng 10, phần 1 của bài khai thị Luôn nhớ danh hiệu Thượng Đế. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Đạo Tràng Lai Nghĩa, Đài Loan, Formosa vào ngày 31 tháng 1 năm 1993 trong tiết mục Lời Thánh Khải.